Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co 68. Như các bạn cũng đã biết là kể từ ngày mà Axie giảm một nửa phần thưởng thì các bạn đã bắt đầu đánh Arena, đánh PvP nhiều hơn để cày rank, làm sao mà rank tăng cao nhất có thể để chúng ta được nhận nhiều SLB hơn cho một trận thắng. Nhưng mà cũng dẫn đến một tình trạng đó là sẽ có rất là nhiều bạn đánh PvP chưa được tốt lắm, các bạn đánh thua rất là nhiều, tỷ lệ thua cao. Thì Jenny đã quyết định là sẽ làm một video để hướng dẫn các bạn chơi Arena, chơi PvP trong Axie Infinity, làm cho cái tỷ lệ thắng PvP của mình nó cao hơn. Sẽ có những cái bài học, những cái kinh nghiệm, những cái tips, những cái tricks làm sao để cho các bạn đánh PvP tốt hơn. Nhưng mà tất nhiên là cũng phụ thuộc vào năng lực chơi của các bạn nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu video nha. Okay, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên đó là chúng ta hãy nhớ tham gia vào cộng đồng 68 Gaming Play to Earn để có thể đặt câu hỏi, xem review tất cả những game NFT nói chung của Co68 nha. Rồi và bây giờ hãy đến cái món chính của video ngày hôm nay, đó là hướng dẫn đánh PvP trong Axie Infinity, làm sao để các bạn tăng cao cơ hội thắng khi đánh Arena. Sau khi tham khảo được rất nhiều ý kiến cũng như là đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân mình, thì mình sẽ rút ra được 4 chữ key để tặng các bạn. Luôn luôn nhớ 4 chữ này khi mà chúng ta đánh Arena, hoặc là trước khi chúng ta đánh Arena, đó là chúng ta cần phải học bài và đọc bài. Học bài, đọc bài ở đây đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng các bạn. Chúng ta cần phải học hỏi, trau dồi thêm những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng, những cái kiến thức trong khi chúng ta đánh PvP. Ngoài ra thì chúng ta cần phải học bài. Học bài ở đây tức là học những cái lá bài trong Axie Infinity. Để làm gì? Để biết cách đọc bài. Đọc bài là đọc những cái lá bài của đối thủ trong Axie Infinity khi chúng ta đánh PvP. Học bài và đọc bài là những keyword mà mình nghĩ rất là quan trọng. Mình nghĩ các bạn nên nhớ học bài và đọc bài trước khi chúng ta bắt đầu đánh PvP. Rồi, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cover 4 chữ này. Được phần nào thì các bạn hãy cùng theo dõi video, đừng có skip phần nào nha. Trước khi mình đến món chính thì mình sẽ qua món khai vị một chút ha. Là mình sẽ nói cho các bạn những cái hiệu ứng của Axie Infinity. Hiệu ứng là gì? Khi mà chúng ta trong trận đánh, chúng ta sẽ thấy trên đầu của con Axie của mình nó sẽ có những cái icon, những cái hiệu ứng như thế này. Ví dụ như hình bông hoa, hình sấm, hình tử, rồi hình lửa, hình nọc độc, hình ngủ, vân vân. Thì mỗi cái này được gọi là một cái hiệu ứng và nó sẽ có ý nghĩa riêng của nó. Ý nghĩa là gì thì các bạn có thể tham khảo cái bạn này, các bạn đọc để biết ý nghĩa của nó. Cái bạn này thì mình tham khảo từ bài viết của AZ Coinvest. Bài viết này rất là chi tiết và đầy đủ, các bạn có thể xem những cái hiệu ứng tại đây. Đây, mình lấy cái bạn hiệu ứng ở bên AZ Coinvest này. Rồi, đâu nhỉ? Rồi, thì trong tất cả những cái hiệu ứng này, mình nghĩ là sẽ có một số cái hiệu ứng nó quan trọng và nó gọi là cần các bạn nhớ. Ví dụ như hiệu ứng Speed Up là tăng tốc độ 20%, hiệu ứng Aroma là Axie sẽ bị dính cái đòn, Axie khi mà có cái bông hoa trên đầu là sẽ bị dính cái đòn đánh tiếp theo của đối thủ. Rồi hiệu ứng Poison là cho đến khi hết độc thì mỗi hành động của Axie sẽ bị trừ 2 HP. Hiệu ứng hình cục sheet rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là đội hình của các bạn có 3 con, con Plant, con Beast và con Bird. Thì nếu như con Plant nó bị dính cái cục sheet trên đầu á, nó sẽ bị nó sẽ được né cái chiêu, nó sẽ được né cái đòn đánh tiếp theo. Tức là đối thủ khi mà đánh, họ sẽ chừa con Plant ra và họ đánh tiếp theo đến con Beast. Nó đơn giản vậy thôi, tức là nó sẽ bị trừ cái đòn đánh tiếp theo của đối thủ ra, tấn công vào cái con bên cạnh nó. Rồi, tiếp theo là chiêu Stun. Stun là cái chiêu khó chịu nhất, là con Axie của bạn nó bị cái chiêu Stun trên đầu á, tức là cái đòn tấn công tiếp theo nó sẽ bị miss, tức là bị hụt chiêu á các bạn, là đánh ra nhưng mà bên kia nó né được á, được gọi là miss á. Nó rất là khó chịu nha, mỗi lần mà mình bị chiêu Stun là mình cực kỳ khó chịu. Lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn cho các bạn ở phần sau. Rồi, một số cái kiến thức sơ sơ một chút là trong Axie có bao nhiêu lá bài. Câu trả lời đó là có 132 lá bài thuộc 6 hệ khác nhau, đó là Aqua, Beast, Plant, Bird, Bug và Reptile. Ngoài ra còn có 3 hệ khác, đó là Dusk, Make và Dawn. Nhưng mà những lá bài thuộc 3 hệ này cũng nằm trong, cũng xuất phát từ 6 cái hệ chính ở trên. Cho nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ nói về 6 hệ chính này thôi. Các bạn muốn xem tất cả những cái card của 6 hệ này, các bạn vào website axieworld.com, bấm vào class, chọn type và nó sẽ hiện ra hết tất cả những cái lá bài trong đây.
Rồi, less than trong một số video lần trước mình đã nói không đúng cái less than không phải là khi các bạn có ba con mà bị chết một con thì con ở lại là less than, thì không phải là hiệu ứng khi mà các bạn bị đánh hết máu, đánh hết HP rồi mà nó vẫn chưa chết, nó sẽ có những cái thanh máu ở trên đầu và mỗi lần nó ra một chiêu thì nó sẽ bị hụt một cái thanh, một cái nút màu đỏ. Ví dụ đây nó có 6 nút thì khi nó ra một chiêu nó sẽ bị mất một cái nút màu đỏ, hoặc là khi bên kia ra đòn tấn công nó cũng sẽ bị mất một cái nút màu đỏ trên đầu, thì được gọi là less than. Tiếp theo là critical strike, là thuật ngữ mà mình sẽ dùng rất rất nhiều trong video ngày hôm nay. Critical tức là ví dụ dam của các bạn chỉ là 300 thôi, nhưng mà các bạn may mắn có crit thì nó sẽ crit lên cho các bạn dam là 150% hoặc là 200%. Ví dụ dam ở đây là 569, trong khi các bạn thấy cái số trên đầu chỉ là 312 thôi, nhưng mà nó được crit lên 569. Những yếu tố quan trọng trong một trận PvP là gì? Thì như mình nói đó là critical strike là một yếu tố may mắn. Ngoài một số con nó có những cái lá bài đặc biệt thì mình không nói, nhưng mà một số con không có thì critical strike là một yếu tố may mắn. Tiếp theo là speed, là tốc độ. Nó sẽ quyết định thứ tự đánh. Con nào có speed, chỉ số speed cao hơn thì nó sẽ được đánh trước. Con nào chỉ số speed thấp hơn nó sẽ được đánh sau. Tiếp theo là energy. Energy là mana, là năng lượng, là quyết định số lá bài mà bạn được ra. Ví dụ như các bạn thấy cái hình tròn ở bên dưới, mỗi lần đánh BBB là 5 trên 10, 2 trên 10, 3 trên 10, thì cái số 5, số 2, số 3 đó chính là cái số lá bài mà các bạn được đánh, thì gọi là mana. Tiếp theo là hiệu ứng, thì như bạn trên, thì dựa vào bốn cái yếu tố quan trọng này mà các bạn thấy những cái lá bài xung quanh Axie nó hầu như cũng sẽ đều xoay quanh bốn cái yếu tố này. Ví dụ như là lá bài đã có crit hay là không, lá bài nó có thay đổi được tốc độ speed hay là không, lá bài nó có cướp energy từ người khác hay là không, hay là lá bài nó có ra, nó có gây cho đối thủ những cái hiệu ứng như bạn trên hay là không. Tiếp theo là một số đội hình mà mình gợi ý khi mà các bạn build plan, khi mà các bạn build team. Đó, những cái đội hình này các bạn có thể tham khảo nhé. Các bạn muốn tốn làm có nhiều tiền hơn một chút thì có thể build hai đội hình ở dưới này. Rồi, lời khuyên cho các bạn khi mà build team thì dựa vào bốn cái yếu tố quan trọng trong một trận PvP này, mình sẽ đưa ra một số lời khuyên cho các bạn là khi build team nên có 1 đến 2 lá để gain energy, và hoặc là 3 lá thì càng tốt, và những lá này các bạn có thể để cho con plan hoặc là con beast sở hữu, và những con mà đằng sau á, những con mà con cuối cùng hoặc là con kế cuối thì các bạn dồn dam cho nó bởi những lá có dam mạnh hơn, và nên có ít nhất một con tank là con plan hoặc là con dust để chịu đòn tấn công. Và nếu các bạn có bug hoặc là có reptile ở trong team thì nên có chiêu để apply stun, apply cái chiêu bị miss, bị hụt chiêu á, lên đối thủ. Có thể dùng lá charm hoặc là lá sticky goo để apply chiêu stun lên đối thủ, thì mình chiêu này rất là khó chịu, các bạn cực kỳ khó chịu, nên cho nên bạn nào mà có reptile thì nên có ít nhất một chiêu này nha. Rồi, lời khuyên khi mà đánh PvP là gì? Thì trong những cái clip trước mà mình đã nói, đó là các bạn nên có tiếng Anh cơ bản để các bạn đọc hiểu các lá bài. Nhớ nha, 4 keyword đó là đọc bài và học bài và đọc bài, cho nên là phải có tiếng Anh để chúng ta học đọc hiểu các lá bài. Rồi, nếu như mà cái lượt bài của các bạn mà ra bài mà không đẹp á, thì mình nghĩ các bạn nên intern. Và intern đôi khi là một cách rất là hay để các bạn có thể chiến thắng đối thủ. Thì lát nữa mình sẽ có một cái video demo, các bạn có thể xem phần tại sao mình lại nên intern. Rồi, tiếp theo khi mà gặp đối thủ là reptile, như mình nói mình rất khó chịu những con reptile bởi vì nó có chill stun, thì các bạn nên tích năng lượng nha. Bạn nên tích năng lượng để combo phòng khi đối thủ reptile dùng chill stun, thì nếu như mình bị hụt một chill thì có những chill khác để cover vào, nên đánh combo đối với những con reptile. Tiếp theo đó là mình có một tips, đó là nên dùng mana để combo. Cái này chắc là mình sẽ nói kỹ hơn khi mà lát nữa mình có một cái video demo mình sẽ nói kỹ hơn. Nhưng mà các bạn nên hiểu là nếu như mà các bạn có chiêu này nè, các bạn có lá bài này, có lá bài target furthest hoặc là fastest enemy, thì các bạn nên dồn mana nha, nên dồn mana để dùng combo. Nhưng mà sẽ rất là tùy theo thứ tự đánh. Ví dụ như đội hình của mình có con bird, đội hình bên kia cũng có một con bird, mà con bird của mình lại đánh sau con bird của nó, thì rất có thể là con bird của nó đã có cái kế hoạch là nó sẽ dồn mana, nó đánh chết con bird của mình rồi. Đó, cho nên là tùy trường hợp mà các bạn có nên dồn mana hay không, nếu như bên kia gặp phải một con bird mà nó speed nhanh hơn mình thì sao. Rồi, trường hợp 2 đó là nếu như bên mình là aqua, bên kia là bird, thì con bird này maybe là nó sẽ dồn dam để nó tấn công con aqua bên mình, đúng không? Thì các bạn không nên intern, mà các bạn nên dồn vào 4 lá bài cho con aqua này để các bạn buff giáp, bởi vì khi mà nó dùng chill furthest target
target for this energy bên kia, cái đen của nó rất là nhỏ, cho nên là ba cái lá còn lại nó tấn công cái con aqua bên mình, nó sẽ bị gặp giáp cho nên nó sẽ không chết. Đó, nói chung là nói thì nghe rất là khó hiểu, lát nữa mình sẽ có một cái video để demo cho các bạn để các bạn dễ hiểu hơn. Đó, nói chung là vậy, nói chung là nếu như các bạn có lá target for this energy hoặc là fastest energy thì nên dồn mana vào để đánh combo. Tiếp theo, đối thủ là Aqua khi mà tăng chiêu speed khi attack. Cái này lát nữa mình cũng sẽ nói trong video luôn để các bạn dễ hiểu hơn, chứ nó ở đây thì sợ các bạn khó hiểu ấy. Rồi, một cái quan trọng đó là luôn nhẩm mana của đối thủ khi đánh nha. Luôn nhẩm mana của đối thủ khi đánh. Và thường round đầu nó sẽ cho các bạn 3 mana, và những round tiếp theo sẽ cho mỗi round là 2 mana. Chúng ta sẽ nhẩm khi đối thủ gain energy, khi đối thủ bị destroy energy, hoặc là khi mình gain energy thì mình sẽ được bao nhiêu mana. Vòng sau đối thủ sẽ còn mana để đánh mình không, ví dụ như thế. Rất là quan trọng. Và trong cái video này mình sẽ tặng các bạn đó là những lá bài tốt nhất cho những hệ. Thì ở đây mình sẽ tham khảo bài viết của website này. Đây, website hoihaygame.vn đã list ra một số cái lá bài mà gọi là hay nhất cho những cái hệ khác nhau. Thì mình có tham khảo bài viết này và mình đã chỉnh sửa sao cho nó phù hợp với ý của mình nhất. Thì mình đã chọn được top 10 lá tốt nhất cho từng hệ. Thì có những cái lá mà nó quan trọng hơn mình sẽ highlight ở đây. Là ví dụ Carrot Hammer sẽ được một năng lượng nếu như mà giáp của Axie này bị vỡ. Đó, những cái lá bài quan trọng. Hoặc là October Treat này là đam bằng 0 nhưng mà giáp bằng 110 thì các bạn có thể dùng để buff giáp cho Axie. Vegetable Bites là ăn cắp một năng lượng của đối thủ khi mà các bạn dùng lá này combo với một lá bất kỳ. Hoặc là top 8 lá tốt nhất cho Aqua thì cái lá Apply Speed này lát nữa mình sẽ giải thích sâu hơn ở video sau. Các bạn sẽ đọc qua ha. Khi mà các bạn thấy cái con Aqua mà nó có cái vảy ở trên lưng á, thì nếu mà con Aqua này bị ăn đập thì nó sẽ được tăng tốc độ, là nó sẽ được đánh trước ở lượt sau. Tiếp theo là con mà có cái đuôi cá coi á, thì nó sẽ được tăng tốc độ. Nó sẽ được tăng tốc độ khi mà nó đánh combo với một lá aquatic khác. Đó, thì các bạn hãy có thể tham khảo bài viết này của mình. Mình sẽ để link ở bên dưới ha. Mình sẽ để link bên dưới cho các bạn. Khi mà chúng ta build các team thì chúng ta có những cái chiến thuật, có những cái lá bài top chúng ta nên cân nhắc để mua, để sử dụng. Rồi, ví dụ như là Sticky Goo nè, là đối thủ sẽ bị stun khi mà giáp của Axie này bị vỡ. Rồi, bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng đến với một số trận PvP và mình sẽ cùng phân tích và mình đọc bài của đối thủ nha. Ok, mình sẽ cho các bạn những ví dụ để các bạn thấy sự lợi hại khi mà mình biết, mình đọc những cái lá bài của đối thủ, mình hiểu đối phương có những lá gì, nó sẽ áp dụng như thế nào trong trận chiến. Ở đây mình lấy ví dụ như đội của mình đang có con chim và có con beast, ở bên kia đang có con aqua, mà con aqua này nó có hai chiêu rất là lợi hại, mình đã nói ở trên. Đó là đây, đó là hai chiêu này nó có đuôi cá coi và nó có cái vảy giúp nó tăng speed ở trên. Mà khi mà đã đi đến trận chiến này rồi, tức là con chim của mình thì sắp hết máu, còn con kia thì vẫn full máu. Nhưng mà tốc độ mới là yếu tố quan trọng ở đây. Nếu như mình đánh trước thì mình sẽ được thắng trước. Nhưng mà mình đã phạm một sai lầm, các bạn thử cùng mình xem nhé. Đây, mình xem bài của nó là nó có cả hai chiêu coi và chiêu swift ở trên luôn. Cái này mình đã ra một quyết định rất là sai lầm. Bởi mình sẽ phân tích cho các bạn xem. Đó là mình đã dùng con chim để mình đánh con aqua ở bên kia, trong khi lá bài nó được áp dụng là khi mà con aqua bị ăn đập thì con aqua sẽ được đánh trước ở vòng sau. Đó, thì các bạn hãy cùng xem tại sao mình lại sai khi mà mình đã tung ra chiêu con chim nha. Đáng lẽ ra mình nên end turn mới đúng, để cho nó đánh chết con beast thì sẽ không ai đập con kia, và vòng sau con chim của mình đánh trước thì con chim nó sẽ thắng. Đó, vì mình đánh con aqua cho nên là bây giờ nó ra chiêu con beast của mình chết và nó được đánh trước ở vòng sau. Đó, các bạn thấy cái thứ tự đánh ở trên này nó được đánh trước không? Cho nên bây giờ nó được đánh trước là mình đã thua rồi. Đó, cho nên mình đã đầu hàng. Đó là cái sai lầm khi mà chúng ta đọc bài của đối thủ mà chúng ta không hiểu chẳng hạn, thì mình sẽ có những cái sai lầm dẫn đến thua PvP. Mình sẽ lấy ví dụ trong một trường hợp khác, đội hình bên kia là plant aqua, và lúc này thì cả hai con plant đều bị mất rồi, đều đã bị chết rồi, một đội một. Thì mình sẽ check chiêu của nó. Con này có chiêu cái vảy cá ở trên lưng, tức là nếu mà nó bị ăn đập thì speed của nó sẽ được tăng trong vòng sau. Cho nên mình đã quyết định end turn để mình dồn dam cho nó vào vòng sau. Đó, nó đánh mình nhưng mà mình đâu có đánh nó đâu, cho nên là nó không được apply speed ở vòng sau. Con chiêu của mình vẫn được đánh trước. Rồi, lúc này thì mình sẽ dồn dam để mình tấn công con bên kia.
Cái này là mình sẽ sắp xếp thứ tự là lá đuôi chim, cái lá lông chim mình sẽ để cuối cùng, bởi vì mình sử dụng lá lông chim nó sẽ bị giảm đam, bị giảm HP, cho nên là mình phải sử dụng nó cuối cùng để những cái chiêu sau của mình nó không bị giảm HP nha. Đó là sẽ chết một con. Và nó bị một cái hình bông hoa ở trên đầu, các bạn nhớ không? Khi mà có hình bông hoa thì những chiêu tiếp theo nó sẽ bị ăn đập vào cái con mà có hình bông hoa ở trên đầu. Đáng lẽ ra nó phải đánh vào con Beast, nhưng mà vì con chim nó ra chiêu quả trứng có cái bông hoa, cho nên nó sẽ đánh vào con chim và con chim của mình chưa chết. Đó, bây giờ mình sẽ end turn, bởi vì mình biết ngay là nó sẽ sử dụng cái chiêu mà khi mà bị tấn công á, là nó sẽ bị được đánh trước á, cho nên là mình để cho con biết của mình chết luôn để mình được dồn đam. Con chim mình sẽ đánh con này trước ở vòng sau, và kết quả là mình đã thắng, mình đã rút kinh nghiệm được cái vòng trước. Đó, đó là con này nếu như mà bị anh đập á thì nó sẽ được tăng speed lên vòng trước, cho nên là mình đã win trận này, đã rút kinh nghiệm từ cái vòng đằng trước. Ok, trong một trường hợp khác thì team bên kia đội hình đang là Plant, Aqua và Aqua, mà hai con Aqua ở bên kia thì có chiêu khá là mạnh, là một con màu trắng thì có chiêu khi mà nó bị anh đập thì nó sẽ được tăng speed, các bạn thấy cái lá số 3 á. Và con màu xanh dương đậm thì nó có chiêu là Apply Stone, tức là nó sẽ làm cho mình bị choáng, mình bị đánh ra bị hụt chiêu á. Đó, cho nên là đó, các bạn thấy cái chiêu này nè, chiêu này khi mà nó bị anh đập là nó sẽ được tăng speed lên. Và trong trường hợp này là cả hai bên đều đang mất Plant. Rồi, đó, cái chiêu số 3, chiêu Sticky Goo á, là mình sẽ bị stun nếu như mà mình phá giáp của nó thì phải. Ok, bây giờ mình sẽ dồn chiêu lại, mình có 5 lá, mình sẽ dồn 4 lá lại. Trong đó có một lá target the fastest enemy. Thì các bạn thấy con màu trắng này có chỉ số speed cao hơn. Đó, cho nên là mình sẽ dồn chiêu lại. Các bạn hiểu cái phần nốt mà mình ở trên rồi đúng không? Tức là mình sẽ dồn combo lại kết hợp với lá target the fastest enemy để mình giết chết một con. Và apply cái aroma trên đầu, tức là hình bông hoa, là mình sẽ bị ăn đập. Ok. Và mình biết chắc luôn là bây giờ con này nó sẽ có chiêu stun. Đó, nó sẽ có chiêu stun. Đó, cái chiêu Sticky Goo, nếu như mà cái gọi là cái giáp của con này bị vỡ thì cái con của mình sẽ dính chiêu stun. Cho nên là bây giờ sau một hồi suy nghĩ thì mình đã quyết định, đó là mình sẽ end turn để mình dồn đam lại vào con chim, mình đánh lúc sau, mình coi như là mất con Beast luôn. Đó, biết ngay mà có cái chiêu Apply Stone này, các bạn thấy không? Ô, nhưng mà rất hên là con Beast của mình vẫn chưa chết. Mình tiếp tục lại end turn thêm một lần nữa để coi như là mất con Beast luôn. Nó lại tiếp tục dùng chiêu Apply Stone nè. Rồi, thì bây giờ mình đã có đủ đam, mình đã có đủ lá, và mình sẽ dồn hết đòn tấn công vào để mình giết con này. Các bạn để ý nhé, khi mà 93 giáp của nó bị vỡ là mình sẽ bị stun. Đây, chuẩn bị stun ở đó, bị stun là nó sẽ bị miss. Nhưng mà nó, đó. Ok, nhưng mà nó vẫn chưa chết, trời đất ơi. Nhưng mà mình vẫn không chết các bạn, bởi vì nó hết mana rồi, nó chỉ có 2 mana mỗi vòng thôi. Nãy nó dùng 2 mana đâu giết được mình. Các bạn để ý không, mình dùng chiêu số 3 là chiêu The Fastest, là cái chiêu mà có đam bé nhất, để mình biết chắc là khi mà mình đánh hai chiêu đầu á, đến chiêu số 3 là cái chiêu bị vỡ giáp, thì chiêu số 3 sẽ là bị stun, là bị miss á. Đó, thì mình đã cố tình dùng cái chiêu mà nó có đam nhỏ nhất, là cái chiêu bị miss, chiêu đam to để cuối cùng. Các bạn thấy nha, dùng hai chiêu đầu này là sẽ bị vỡ giáp. Đây, chiêu số 3 mình bị miss, nhưng mà chiêu thắng rồi. Nhưng mà đáng lẽ là chiêu số 3 mình apply ra là mình sẽ bị miss, nhưng mà chiêu đó mình đam nhỏ cho nên mình cũng không đáng kể gì. Đó, thì mình đã thắng. Rồi, tiếp tục một ví dụ cuối cùng nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn ví dụ cuối cùng. Thì ví dụ này là cả hai đội hình đều là Plant, Beast và Bird, nhưng mà trong khi đó mình có bất lợi hơn, đó là con chim bên kia nó nhanh hơn con chim bên mình. Thì ban đầu là mình đang định dùng 3 chiêu con chim để mình giết con Beast, nhưng mà mình suy nghĩ lại và mình check chiêu của con chim là các bạn thấy nó có chiêu Target Fastest Enemy, mà trong khi đó vòng sau nó đánh trước mình là rất có thể nó sẽ dồn mana lại, nó dùng hết 4 cái combo này để nó đánh lên đầu, nó giết con chim của mình trước, dẫn đến con chim của mình nếu như mà bây giờ ra 3 lá bài cũng như không, bởi vì đã chết rồi, đâu có ra 3 lá bài được. Cho nên là mình đã tỉnh táo và mình dùng chiêu con Beast thay vì con Bird. Đó, các bạn nhìn là tiếp theo thể nào nó cũng dùng chiêu, nó giết con chim mình đó, biết ngay mà, nó dùng mana lại. Đó, nó giết con chim của mình. Đó, cho nên các bạn cần phải tỉnh táo để xem bài bên kia và thứ tự đánh nó như thế nào. Đó, thấy không? Cho nên bây giờ con Beast của mình ra là không bị lỗ bài. Ok, đó là một ví dụ nha.
Ok, và qua video ngày hôm nay thì mình rất mong các bạn có thể đọc kỹ những phần mà mình đã highlight trong cái file này. Ví dụ như những yếu tố quan trọng trong một trận PVP là gì, hay là khi mà các bạn build team có lời khuyên gì, và đặc biệt là một số 6 lời khuyên khi các bạn đánh PVP các bạn cần phải có những cái chú ý như thế nào, thì mình rất mong là các bạn có thể đọc kỹ hơn, cũng như là nhớ 4 cái keyword, đó là học bài và đọc bài, là các bạn cần phải đọc những cái lá bài của đối thủ và của mình nữa, để làm sao mình biết được cái thế mạnh của đối thủ là gì, thế mạnh của mình là gì, và mình ra những cái chiến lược nào cho đúng. Và nhớ là đọc hết những cái, bởi vì ở đây mình đã tóm tắt ra còn có, nó có 132 lá và mình đã dành thời gian để mình tóm tắt lại còn có một số lá thôi để các bạn có thể đọc dễ hơn. Ví dụ như trong top 10 lá bài tốt nhất cho plans thì có những lá nào các bạn cần chú ý, mình cũng đã highlight lên hết rồi đó. Thì rất là mong các bạn có thể đọc được cái file này, đọc những cái phần highlight trong file, và hãy đánh càng nhiều lên, đánh càng nhiều thì sẽ có kinh nghiệm, và đánh dần dần thì cũng sẽ nhớ thôi, bởi vì mình đọc bài mà mình không thực hành thì cũng như không, đúng không đó. Cho nên là rất hy vọng các bạn có thể, từ từ khoan, cái này mình đang lưu ý cái gì đây? À không có gì hết, các bạn cứ đọc nha, các bạn cứ đọc trong đây, mình đã nốt hết lại tất cả những cái gì mà mình muốn truyền tải trong này rồi. Ok, đây là lá Dark Swoop này, lá Target Fastest Enemy, và mình cũng đã ghi những cái lưu ý khi dùng lá này là gì rất là kỹ nha bạn. Mình rất là kỹ khi mà mình soạn thảo một cái gì đó, cho nên là các bạn hãy tìm cái file này ở bên dưới, có thể là chia sẻ cho bạn bè của mình để chúng ta, hoặc là chia sẻ video này để chúng ta cùng đánh PVP tốt hơn, giỏi hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn có những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức cho bản thân mình, và đừng quên cho mình một like, một subscribe, cũng như là chia sẻ video để video này đến tay được những bạn khác cũng chơi Axie Infinity giống tụi mình nha. Ok, thank you so much for watching and see you in the next video. Thank you and bye.